Rồi chào cả nhà, ngày mưa gió nha. Đây chiếc xe này phố có quay lép nhưng mà nó quá trời, nó lu bu luôn rồi. Rồi thêm anh chủ xe ảnh cũng hơi gấp nữa. Rồi thêm mưa nữa. Rồi thì phố quỷ lép luôn. Rồi phố quay cái clip ngắn, đến cả nhà mình xem vui clip ngắn nha. Đây công chuyện bằng rất là nhiều nhưng mà muốn quay một cái clip á thì cũng rất là tốn thời gian. Nhưng mà chủ xe thì hơi gấp, rồi mình cũng lu bu quá, rồi thêm trời mưa gió nữa. Rồi thì làm clip ngắn này cho cả nhà mình xem đỡ nha mọi người. Đây một cái máy hôm bữa mình nói quay EGS mà nó lộn nha, quay A nha mọi người, quay A 100. Thì quay A với quay EGS thì nó cũng giống nhau thôi nha cả nhà. Nó cũng 100 thôi nha. Rồi thì đây lên cái cấu hình 110 xịn sò nha. Dàn đồ chơi khá là sáng nha. Rồi mình vô nghe tiếng máy rồi cả nhà. Bình bông mai xịn nha. Máy thì thầm cả nhà, còn cái tiếng chấp này thì nó hơi kêu cò nha, bên mình chưa có chỉnh cò lại. Máy mới thì mình cho nó cho nhẹ máy để mình mới chỉnh cò sát nha. Máy ấm thì thầm nha cả nhà, như một cái máy zin nha. Rồi gấp áo vô là mình giao xe. Tiếp tục tới hai cái ổ máy, hai ổ máy 37 nha, chuẩn bị gấp luôn. Rồi sẵn quay cho hai cái vị khách của phố xem luôn nha. Một cái máy 50 chế đời. Một cái máy tem lửa. Thì hai chủ máy này có điện cho phố thì hổm gài đâu qua nay chứ. Thì bên tiệm tiện người ta nghỉ năm bữa, người ta đi du lịch rồi. Thì bởi vì cũng ngồi ở không luôn, cái nào đồ rồi thì mình gáp, còn cái nào nào chưa thì mình cũng không có làm tới được. Thì chờ bên tiệm tiện về cả nhà. Rồi hai anh chủ xe, chủ máy có xem thì thông cảm cho phố nha. Đây nồng sơn chờ sấy, nhưng mà bây giờ tiệm tiện nghỉ rồi đâu có sấy được đâu. Rồi còn hai ba cục máy trên đây nữa. Rồi phố kết thúc video. Chào cả nhà theo dõi phố nha, để mình xem tiếp tục xem những video máy của mọi người. Còn anh em bà con nào muốn xem video dài thì phố mời Bobby Lock nha. Rồi thôi xin chào cả nhà nha, bye bye mọi người nha.